Mình sẽ làm cái video chia sẻ bà con làm từ cái cây cần thăng 5.000 để mà tạo ra một tác phẩm là khoảng 200.000 trở lên. Cái này vốn hơi nặng nha, cái cây cần thăng thì không có nhiều, 5.000 một cây ha. Bên em bán bao ship thì từ 150 tới lên, từ 150 cây tới lên đây. Tại vì hồi nãy mình vừa làm mình không có thể nào quay video cho bà con mình được, nhưng mà làm khoảng 5 phút à. Đây, đầu tiên mình trồng cây cần thăng. Cây cần thăng thì đầu tiên mình để hình trước. Để hình trước thì hơi vô duyên, tại vì nó dướng cái mặt ông này, cho nên mình để bên hông nè. Lột cái bầu ra nha, để bên hông nè, anh chị mình thấy không? Để bên hông này, xong cái mình quấn qua cái thân này thì mình thay lòn ở trước đây cũng được, nhưng mà không lòn đâu, lòn ở đây thì mình lòn trước gì che mặt ống thì mình lòn sao à, đây lòn sao thì đơn giản thôi. Còn thường rồi cái chậu chữ nhật này thì mình để lên, còn dây này mình gàn xuống để làm chi, để cho cố định cái chậu chứ chưa có đổ xi măng ha. Còn chất tòng thì anh chị mình có thể là lấy ghế lục bình á nè, em miền Nam nói hơi nhanh nha. Đây ghế lục bình đắp đây là mình giữ lát quấn băng keo lại, còn quấn quấn khúc này thôi ha. Rồi sau này nó dây nó tự động nó đứt ra nè, mình cái này mình đâu có buộc siết vô đâu. Thì mình tính nha, cái cây cần thăng là 5.000, công thì nửa tiếng là không tính rồi, nghệ thuật mà không có tính công gì được. 5.000 cái tượng này, 90.000 là mình mua ở miền Tây á, còn nếu mà ở miền Bắc anh chị mình mua cái tượng này rẻ hơn thì nó có lợi. Còn cái chậu này thì khoảng 30.000 ở chỗ em bán, nhà em bán chậu này khoảng 30.000, 30.000 trở lại ha, này là hơn 20 ha. Rồi số anh chị mình trồng cây cần thăng trên đây nè, trồng cây cần thăng đây rồi mình quấn đổ xuống hay gì đó. Còn mình thì đơn giản mình tính cái đường xa hơn là mình chơi dưới đá góc này. Thứ nhất là dễ nuôi nha anh chị mình ha, dễ nuôi. Ở trên đây thì sau này anh chị mình có thể là trồng cây ha, cái gì cũng được, em thích dưới đây đó, như mấy cái tượng lỗ đi tiêu lòng bên này. Đây là tác phẩm này làm trong vòng nửa tiếng là xong, là cái tác phẩm này gọi là hên. Hên ở chỗ là ví dụ như mình đầu tiên mình dạch cái cây này chẻ làm hai ra, cái mình để vô, mình lấy ngón tay cái mình ấy ghẻ lên đây làm nhẹ nhàng nha. Thì hên là cái này nó ăn khớp nè, và ông Lý Tiêu Long này là múa giỏ thì ông cái tay thì bợ cây ha. Mình làm một tác phẩm gì cho nó có hồn thì bán mới có giá trị cao nha anh chị mình. Thì cái tượng này thị trường nó khoảng 500 trở lại, tại vì chất liệu này là rất là dữ ha. Đây đó, cái chậu này chậu gốm vàng thì cái này là cái đồ mà nói chung là cái này anh chị mình có thể lấy cái miếng mủ khác trong mấy cái đồ mà gạch bông á, em mà tấn sau này mình mở ra ghế nó ăn dưới đây ha. Thì bây giờ là tác phẩm này là em để chơi luôn, rất là dễ luôn, dễ làm nè. Những hình tượng như vậy anh chị mình phối vô là từ một cái cây mà dài 100.000 phối vô ưng ý thì người ta có thể bỏ ra tiền tiệu người ta chơi ha. Đây Lý Tiểu Long cây hồng ngọc mai, anh chị thấy không? Có một số người nói là tại sao mà cái cây này, cái rễ này nó phải ở phía sau, nhưng mà tùy theo anh chị mình, cái rễ nó cong như vậy rồi mình làm phía sau là mình nó khó mà để nó quay gì lắm. Có nhiều khi tôi nói là tôi thích cái cây này ở ngoài sao, cho nên là theo mình cái cây này mình duỗi, còn tạo hình tạo tán có thể tôi không sửa theo cái lối mà bonsai nữa, tôi không sửa theo lối bonsai nữa mà tôi thích để tự nhiên như thế này. Đây thì tùy anh chị mình thích ha, quan trọng anh chị mình thích, còn mình bán cho người ta thì mình có lời là được, tùy theo cái tác phẩm mình làm mình chơi thì nó khác, là tôi thích tôi cho làm, còn mình bán kinh doanh thì mình làm cái gì cho người ta thích, tức là người ta thích người ta mới mua được ha. Đây cái cây cần thăng này thì thời gian sau thì nó sẽ lên giá trị,
Tại kỳ rồi mình có cây cần thăng mình bán dưới 1 triệu, nhưng mà khi mình làm lên tác phẩm thì người ta mua tới 4 triệu mấy. Còn một mai luôn. Đang nói khách điện thoại và tư vấn một buổi nữa, không biết nói tới đâu luôn. Tại vì đây những cái mà mình đã làm ở nhà, mà cái chuyện mà đẹp hay xấu thì nhiều khi nhiều anh chị mình làm đẹp hơn ha. Thì nói tóm lại là đơn giản thôi, cái cây này là 5.000 một cây, rồi anh chị mình tìm cái tượng nào đó phù hợp, ví dụ như tượng Lý Tu Long múa võ múa côn hay đánh quyền gì đó, rồi hoặc là cái cây nào quái anh chị mình tạo hình. Nhưng những cây mà anh chị vườn anh chị mình có đây, ví dụ như cây quái, cây này cây kia vậy nè, thấy không? Rồi xong mình lựa cái tượng nào hợp lý rồi mình vô mình tạo ra một cái giá trị riêng. Và hồi nãy mình tư vấn cho khách hàng là tại số khách hàng nó chưa có coi video bên mình ở chỗ như thế này đây, đặt một đơn hàng mà quá nhiều loại, ví dụ như giờ cần thăng linh sam 86, linh sam siêu hoa, hạt gạo Tân Phú, rồi bú xua hết. Nhưng mà mình đã nói nhiều lần rồi là đơn hàng là phải từ 50 nhánh tới lên, nhưng mà ghép hàng như vậy là khó bên em lắm, tại vì về là nó không có một loại nha anh chị mình, không có một loại. Tức là ví dụ như bữa nay về linh sam tắc hốt hồng thì buộc bên em phải giao liền, còn nếu trong một ngày là không giao thì là phải vô bầu, tức là không thể nào bán được nữa. Thì hôm sau nó về loại khác, thì đơn hàng mà nhiều loại quá thì bên em có bên em mới giao, ví dụ như giờ về hai loại thì được, bên em sẽ bán cho anh chị mình 50 nhánh, còn về một loại thì khó mà bán được. Thì hôm nay cứ nói đi nói lại một công việc, nói đi nói lại hoài thì số anh chị mình không có hiểu thì rồi bỏ qua. Nói tóm lại là cái cây cần thăng này thì đơn hàng nó phải 150 nhánh nha, mỗi một cây là 5.000 bao ship ha. Còn anh chị mình về có thể tạo hình theo cái ý muốn, mà bên em là đang nói vấn đề tham khảo đây, quấn như thế nào sau này anh chị mình cứ hướng tới, ví dụ như có thể ra đây sửa, ví dụ ngóc lên đây rồi nó thòng xuống gì đó, hay là có thể anh chị mình vòng ngược qua đây rồi anh chị mình cho lên cái chậu này, thì cái đó là tùy cái tạo hình của mình. Thì em không có nói là cái nào đẹp, nhưng mà anh chị mình thích là gọi là đẹp nha. Còn cái chuyện bán thì mình làm vừa ý khách hàng thì người ta mua thôi. Đó. Rồi, mình xin gác máy. Mời anh chị mình tham khảo cái lô cần thăng bên em nha. Lô cần thăng ha. Hôm nay là 24 tháng 6 thì mình giới thiệu cần thăng giá 5.000 và linh sam tán bất hồng đã có nha. Thì linh sam tán bất hồng bên em có khoảng 500 cây, 500 nhánh, giá là 15.000 một nhánh. Thì nhánh bên em đạt lắm, có khoảng 80 cm, nó dài á nè, rất là dài luôn. Và đơn hàng khi mà cắt gọn lại là còn khoảng 40 cm. Anh chị mình thấy đây, cái bó này đi, bó này nè, một gang nè, hai gang nè, là mình cắt ngang đây nha, ba gang nè, bốn gang nè, năm gang luôn nè. Anh chị mình thấy không, năm gang tay của em mà còn gó khúc nó khoảng 6 gang, thì cái này nó dài từ 80 tới 1m2 luôn á. Thì coi giá là 15.000 một nhánh bao ship nha, từ 50 nhánh tạo lên. Còn siêu hoa thì nãy về như 94 nhánh phải, còn 32 nhánh linh sam không gai đây, linh sam không gai nè, không có gai luôn, cũng giá 15.000 nhánh bao ship. Anh chị mình có thể gộp đơn chung trường hợp mà bên em có ha, tức là còn thì bên em sẽ cắt gọn như vậy và nhúng nước để giao cho anh chị mình. Thì nhánh linh sam tán bất hồng đợt này rất là đẹp. Còn cần thăng này giá 5.000 một cây, cũng dài lắm nha, nuôi sung tốt, xanh đen luôn,
Nè anh chị mình làm tiểu cảnh hay là đây một gang tay của em nè, tính từ ngọn nè, nó còn khúc nữa, còn gang nó tỏ nữa, thì nó dài từ hai trung bình khoảng 20 tỏ lên ha. Đây có cây nó dài coi, nếu mà từ bầu đi một gang hai gang là 40 nè, anh tìm thấy không, cái cây này là 40 cm nè. Thì cái lô này là đương nhiên có thấp có cao là mình không có lựa nha. Số anh chị mình kêu Vũ ơi lựa cái cây đẹp cho anh, biết sao lựa đây cây như gì rồi sao lựa nó gần giống nhau, rửa lựa để ghẻ quái mà mắc tiền hơn cũng được, nhưng mà thật ra là không có chuyện đó nha anh chị mình. Bên em cứ ở ngoài em nhổ vô ha, một giá một, không có cái chuyện mà bán 6 hay 10 ngàn mà lựa nha. Lựa là cái đoạn cái bài cây này, thứ nhất là sắp cực lắm, thứ hai là nó bị động rễ, tức là cái cây của em tuy là giờ nền, nó dùng cây này nó giờ nền nhưng mà nó nè anh chị thấy không, nè nó rễ nó bắt xuống nè, cho nên là anh chị mình lấy ở ngoài lấy vô cây nè, một gang nè, hai gang, tức là dài nhất là khoảng hai gang, thì em báo là trung bình là từ 20 cm trở lên ha. Thì cây nó không có sâu chia, mình về mình làm cái tiểu cảnh, mình mua những cái tượng Lý Tiểu Long á, Lý Tiểu Long hay là để mình lấy vài cây để mình làm Lý Tiểu Long hay là cái tượng gì đó để mình làm 5.000 một cây ha. Rồi số điện thoại là 0987557550. Hôm nay là ngày 24 tháng 6.